Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là thầy AZ đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Học viện Bá Vương anh em ơi, hay là anime đại chiến anh em ạ. Ôi, cho rút được nhiều lắm. Killua, Killua, thằng này ở trong Hunter x Hunter mà. Rem. Ồ, được anh em ạ. 5 sao đấy. Tetsunayoshi. Sao lắm Tetsunayoshi thế. Được Ram anh em ạ. Người chơi level 18 có thể nhận anh em ạ. Rồi anh em ơi, khi đạt được level đấy mình cứ rút sẵn đây anh em ạ. Đây là rút level, rút sẵn ha. Iron Target. Đấy, tóc đỏ Iron Target. Miku. Wow, được nhân vật là Miku anh em ạ. Ok, level 18 sẽ nhận ha. Miễn phí chọn à? Thử rút cái này xem được cái gì à? Nhưng cái này là miễn phí chọn mà, hay là như nào đấy? Ây, hòa quyền, vãi nồi. Kamui. Lại hàng Ace, lại Ace, hay lắm thế. Kuma. Hiê. Ok, cái level 18 tôi mới nhận được rồi anh em á. Hiện tại tôi chưa nhận được ha. Là bất lực, tôi phải chấp nhận thôi anh em. Anh hùng đây, anh hùng hiện tại mình nhiều lắm. Đây là những anh hùng mình nghĩ mình sẽ chơi thằng Ace hỏa quyền anh em. Thì nó có thể được mạnh hay mảnh ấy. Tóc đỏ, xe tóc đỏ, xe có 3 sao rồi. Cùi mía thắm hơn. Mình nhận thằng hỏa quyền A mà. Đấy, thằng này cũng ổn anh em ạ. Rồi, trang bị đi. Tăng cấp về cho nó khỏe anh em, tội gì. Thay cho con rồi, tiến bậc sau ha. 7 trận này. Bỏ này ra này, cho Ace hỏa quyền vào. Đấy, chúng ta thấy ổn đâu anh em. Ngoài ra còn nhiều nhân vật khác lắm. Lưu 7 trận. Ok anh em, cho Ace lên được. Thằng Ace nó là cái gì nhỉ? Thằng Ace nó là đánh nhóm và nhanh nhẹn, chúng độc đơn. Con này là hỗ trợ tăng công và tăng bạo kích. Lamba chia ngon nè. Choáng miễn sát thương ạ. Con này sao? Thiêu đốt và truy kích. Kiểu đam anh em. Mình thiếu cái gì? Đánh nhóm và giam cầm. Những con này thì không bỏ này. Hai con năm sao thì không thể được rồi. Chỉ có bỏ một trong ba con này thôi ha. Mình nghĩ mình lấy con này anh em ạ. Tại vì là choáng miễn sát thương. Tôi chắc là mình sẽ lấy con này ha. Vì nó sẽ là tăng công và tăng bạo kích anh em ạ. Con này búp thì ổn đấy chứ. Theo như chúng ta thấy là được. Không có nói là tồi tệ lắm. Và Levis truy kích. Mình sẽ là tiến bậc ấy. Thằng này với thằng Tanjiro là hai thằng sẽ được gọi là tiến bậc cùng nhau và là mạnh cùng nhau anh em ạ. Tại vì nó khỏe. Nó bị 5 sao anh em ạ. Chính xác là như vậy. Rồi, tía ra sau nhá. Đây là triệu hồi này. Đúng rồi, triệu hồi miễn có yêu vé. Triệu hồi thường. Miễn phí triệu hồi một lần. Mình nghĩ cũng chẳng ra cái gì đâu. Iki. Phượng Hoàng. Cho có 6 vé này. Cao cấp thì chúng ta cũng có 8 vé này. Ok nha, tính sau đi. Túi có gì không nhỉ? Túi chẳng có gì cả. Ok, bắt đầu chiến anh em ơi. Cho có hỏa quyền Ace. Khiêu chiến luôn ha. Bọn nó thì tuổi tôm à. Cái game này nó sẽ bị bản quyền của âm nhạc nha anh em. Cay thật, tôi phải tắt âm nhạc đi rồi. Tắt được cả tiếng, sợ phải tắt được cả tiếng mất anh em ạ. Thôi tắt tiếng hay không mẹ nhỡ đâu rồi. Toang vỡ mồm. Sợ thế anh em ạ. Yes, rất là nhiều thứ à. Mảnh 3 sao, thêm game. Cứ đánh đi anh em. Cái này đang đi mà đây, thằng này thằng Shenzhenra này. Phải áo giáp vàng không nhỉ? Shenzhenra ấy, phải là thằng áo giáp vàng không? Nhìn có vẻ là khá là giống, nhưng mà mình không biết được liệu có phải thằng đấy không nữa. Ải sau luôn. Đi luôn ải sau.
đánh luôn à, đấm luôn à. Xoắn gì đúng không? Ok. Sội. Saitama anh em ạ, tôi gặp Saitama luôn ạ. Phải sau luôn ạ. Bao giờ mình yếu à? Mình có Hinata kìa. Thì mình cũng có Hinata anh em ạ. Cần thì cũng vẫn có thể là đấm nhau được nhá. Xì. Đấm nhau thì tè mòm. Ok anh em ơi. Xôi ơi. Bắn như thế thì đỡ thế nào được à? Khỏe đấy chứ. Con này con gì nhở? Con này trông quen ta, mình không biết nhân vật này luôn à. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ ra ải sau luôn nhé. Đấy. Chiến. Xôi. Chém như thế này thì bạn đỡ thế nào được? Một chiêu. Xôi. Để Levi's của chúng ta khỏe vãi lều à. Con này, mình chưa đổi con đấy anh em ạ. Chưa đổi con hỗ trợ ra, thằng này yếu là level 1 để yếu lòi. Ok anh em ơi. Rồi anh em, chúng ta sẽ bắt đầu chiến à. Ra trận nhanh. Đấy, nó sắp xếp đội hình gọi là ổn nhất cho chúng ta rồi anh em ạ. Đội hình gọi là xịn sò nhất và đẹp nhất rồi. Xôi. Chém. Ui, chém phát để bay màu luôn. Kinh đấy. Búc công ạ, à, búc công cho Levi ạ. À. Quá là khủng khiếp anh em ạ. À. Rồi anh em ơi, cho ra ải sau đi. Mày nhờn. Wow bạn ơi. Một đấm. Xôi. Tăng công anh em ơi, búp công lên. Đấm nhau đấy. Được đấy, ải sau tiếp nhá. Rồi anh em ơi. Ủa thằng gì nhở? Thằng gì anh em? Mình cũng không rõ thằng cái thằng gì luôn ấy. Nhìn nó khá là lạ. Wow, bạn ơi. Búp lên. Đúng rồi. Búp lên cho chúng tôi phát. Bia khỏe rồi. Việc vẫn có lẽ là phải nâng cấp thêm một lại chiếu level 11 anh ạ. Tan Zero. Cho có thể nhận được 1000 cái đá gì đó này. Để thêm được 20 vé này. Ok. Nhận được Ram anh em ạ, Ram 5 sao luôn ạ. Con này là con hồi sinh và tăng bão kích ấy. Cũng được ạ. Chúng ta đang xem cách cái lối build như thế nào là hợp lý nhất để mình có thể đánh dành cho nông dân các kiểu là điều gì đấy. Rồi ok anh em. Rồi chúng ta sẽ ấn xác nhận nhé. Chúng ta có đủ vé để có thể triệu hồi ở đây anh em ạ. Mình nghĩ là như vậy. Đấy có tận 18 vé cơ mà. Sẽ nào, triệu hồi có vé cứ triệu hồi thôi. Được con nào 5 sao ngon thì Kurokigai. Ô, cái này nó khá là. Để xem nhé, Kurokigai là anh em. Kurokigai. Gai Kuro Ki. À, cái nhân vật này ở Legend of Heavenly Surato ấy, cái phim này tôi chưa xem ấy. Chuyển đến thiên giới cái gì đó. Đi trông gớm phết nhỉ, nhưng mà chắc là cũng lâu lâu rồi ha. Icarus. Lắm nhân vật ảo ấy nhỉ. Thật ra mình cũng chưa thấy là nhân vật này bao giờ luôn. Thật sự là như vậy anh em ạ. Danh vọng, danh vùng cái gì đó. Mạo hiểm. Phó bản ở đây là phó bản hàng ngày anh em ạ. Đấu trường quà server mới này. Ok phải mua.
Còn phải mua anh ạ. Phúc lợi à, đăng nhập với con sự kiện sự củng gì đó, nhận được 10 mảnh của RAM. Quà thứ hai được thêm một vé triệu hồi nữa anh em ạ, cũng được nha. Mừng mừng gì đây? Ồ, nhận Saitama. Sao có vẻ như đến ngày 7 nhận Saitama hay là cái gì đó anh em ạ? Mình cũng đoán thế. Triệu hồi may mắn thêm 5 mảnh 4 sao. Cứ có nhận thôi nhờ. Mở luôn. Lại Tanjiro rồi. Đây. Nó vừa mới bảo mình xong lại Tanjiro. Phải cả nồi Tetsu Noiji. Vậy lều. Hay là Tanjiro luôn. Trời ơi, cái quần què mình không thích lắm. Không thích lắm cái đấy. Nó có thì cũng được. Không ghê mua luôn. Vé khiêu chiến, khiêu chiêu chủng gì đó. Không ghê. Tiền đâu hết. Hào hoa. Có cái nồi ấy được nhận đấy nha anh em. Có được cái gì thì nhận cái đấy thôi. Nó cho cái gì thì lấy cái đấy anh em ạ. Chứ mình cũng không. Quà 8 ngày. Ồ, mày nhận Levi. Nâng Levi ạ. Levi. Có thể mình cứ quay thôi anh em ạ. Tôi không quan tâm lắm vì mấy cái vấn đề đấy. Thích thì đánh nha. Sao phải xoắn đúng không? Túi như cũng khá khá thứ gì đó, mảnh mủng gì đó. Đây. Asuna 5 sao ạ. Được. Chuột đấy, thằng gì? Lại phải thằng Ace à? Ace. Iki vậy, thằng nồi nào? Không biết được. Anh hùng, mình có thêm anh hùng mới ạ. 5 sao ấy. Ú, 2 năm sao luôn. Đây. Levis. Levis, đây có tăng sao không nhỉ? Tăng sao méo đâu. Vãi nồi tăng sao ở đâu? Trọng sinh thành cấp 1 thức tỉnh. Cần con 2B anh em ạ. Tìm thức tỉnh được ha. Thì ra là vậy. Hoặc là ví dụ như là Tanjiro chẳng hạn, thức tỉnh không? Cần thằng cần thằng này 5 sao anh em ạ. Kilua. Nó cần mấy thằng? Nó cần một thằng mà. Cần thằng Kilua thôi mà. Đây, mình có thể thức tỉnh được ấy mà. Mình còn 2 con 5 sao nữa cơ. Tại Tanjiro này. Đấy. Asuna. Nhân vật quá nổi tiếng cho anh em nhờ. Quá chuẩn luôn. Asuna ở trong cái server Art Online anh em nhé. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé.